Vị trí của cơn bão Mitak hiện đang ở tại vùng biển phía đông đông nam của Nghi Lan và tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó sẽ men theo vùng biển đông bộ Đài Loan đi lên phía bắc, đi ngang qua vùng biển Bắc Bộ. Cục khí tượng Trung ương tiếp tục công bố cảnh báo bão trên đất liền. Các khu vực từ Nam Đầu, Đài Trung trở về phía Bắc và các khu vực gồm Nghi Lan, Hoa Liên, Đài Đông và Mã Tổ đều thuộc phạm vi cần đề phòng. Cơn bão này có xu hướng sẽ mạnh lên. Từ chiều thứ Hai đến sáng sớm thứ Ba là khoảng thời gian tiếp cận Đài Loan gần nhất. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tại huyện Nghi Lan, lượng mưa vùng đồng bằng dự báo sẽ đạt 400mm, vùng núi đạt 500mm. Tại thành phố Tân Bắc, lượng mưa tính lũy kế của vùng đồng bằng có thể sẽ đạt 350mm, vùng núi đạt 500mm. Lượng mưa lũy kế vùng núi huyện Tân Trúc có thể sẽ đạt tới 350mm, thành phố Đài Bắc có thể đạt 200mm. Theo chuyên gia khí tượng phân tích, do khối cao áp Thái Bình Dương rất chắc đã làm đường đi của bão chuyển về hướng Tây càng gần với Đài Loan hơn. Nếu dự báo theo mô hình của châu Âu, cơn bão này đúng là có khả năng trở thành bão tạo gió quét hướng Tây Bắc xuyên qua Cơ Long và vùng biển khu vực đảo Bành Giai. Theo chuyên gia nhắc nhở, bất kể có trở thành bão tạo gió quét Tây Bắc hay không, thì cơn bão Mitak sẽ gây mưa to gió lớn ở khu vực Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Càng về khuya mưa gió càng mạnh. Dự báo sáng thứ Ba, vùng ảnh hưởng của bão sẽ rời khỏi Đài Loan. Nhưng khi cơn bão tiếp cận đất liền Đài Loan, kết cấu và tốc độ có thể sẽ có sự biến đổi. Mọi người hãy lưu ý diễn biến mới nhất của cơn bão. Sáng nay, đại biểu của vài chục tổ chức công đoàn các ngành nghề trên toàn Đài Loan đã tới trước Cổng viện Lập pháp kêu gọi phải nhanh chóng đàm phán thảo luận để hoàn thành quy trình thứ hai, thứ ba về lập pháp quy định ngày nghỉ phòng chống thiên tai, đừng để người lao động bị ép phải đi làm vào ngày trời bão. Vì theo điều tra phát hiện, có tới 90% nhân viên bán hàng của các trung tâm thương mại bị chủ doanh nghiệp yêu cầu phải đi làm ngày trời bão. Nếu đến muộn hoặc vắng mặt, có thể sẽ bị phạt từ vài nghìn đến vài chục nghìn đài tệ. Mặc dù Bộ Lao động nhiều lần nhấn mạnh, theo quy định quản lý tình hình đi làm và trả lương công nhân viên của các doanh nghiệp khi xảy ra thiên tai tai nạn, có nêu rõ nếu do thiên tai mà người lao động không thể đi làm, thì chủ lao động không được coi là nghỉ làm vô cớ, nhưng trên thực tế không hề có tác dụng cưỡng chế. Cuối tháng 12 năm 2017, dự thảo quy định nghỉ phòng chống thiên tai có 7 phiên bản đã được Ủy ban Y tế và Môi trường thông qua vòng sơ thẩm. Hiện đang đợi các đảng đoàn thảo luận. Công đoàn mạnh mẽ chỉ trích Bộ Lao động phải ủng hộ các đề án do các đảng phái đề xuất và phối hợp đàm phán thảo luận, không được tiếp tục đùn đẩy gây trở ngại việc lập pháp quy định về nghỉ phòng chống thiên tai. Từ ngày 1 tháng 10, có tổng cộng 15 quy định mới bắt đầu được thực thi. Đầu tiên là phương tiện xe cơ giới. Trước đây khi rẽ, đổi làn xe không bật đèn xi nhan sẽ phạt từ 900 đến 1.200 đài tệ. Từ ngày 1 tháng 10 sẽ phạt nặng hơn, từ 1.200 đến 3.600 đài tệ. Ngoài ra cũng quy định tốc độ đi trong ngõ của ô tô và xe máy phải giảm xuống 30 km/h. Và bởi vì ngày càng xảy ra nhiều tai nạn, nên chính phủ đã áp dụng phạt tiền đối với người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm và quy định tốc độ tối đa không được vượt quá 25 km/h. Trước đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do phương tiện xe cộ không nhường đường cho người khiếm thị. Để bảo đảm quyền lợi về đường xá cho người khiếm thị, từ ngày 1 tháng 10, nếu không nhường đường cho người khiếm thị đi băng qua vạch qua đường sẽ bị phạt nặng từ 2.400 đến 7.200 đài tệ, cũng không được chất đồ đạc trên vạch qua đường gây cản trở giao thông. Ngoài ra các loại xe tải nhỏ nếu phù hợp với quy định an toàn có thể xin tăng thêm trọng tải. Để ứng phó với sự giảm sút khách du lịch Trung Quốc, từ tháng 10 năm nay đến cuối tháng 3 sang năm, các đường bay quốc tế gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và đường bay của các nước hướng năm mới sẽ được miễn phí hạ cánh. Các chuyến bay quốc tế bao chuyến định kỳ bay tới Hoa Liên và Đài Đông sẽ được hỗ trợ 50% chi phí mặt đất. Ngoài ra, từ nay tới cuối năm, loại vé tàu cao tốc kết hợp với dịch vụ khách sạn sẽ được giảm giá 25%. Chính phủ cũng áp dụng ưu đãi mua một tặng một đối với các khu suối khoáng nóng. Tháng 10 tổng cộng có 15 quy định mới, ưu đãi cũng có, xử phạt cũng có. Mọi người cần lưu ý để tránh bị hao tài.